Quang Dũng sợ con trai lớn sẽ không còn được hôn con. Mới đây, trên trang cá nhân, Quang Dũng vừa viết một lá thư ngắn gửi đến con trai Bảo Nam. Nam ca sĩ thổ lộ, anh đã bay một chặng dài sang Mỹ để cùng cả nhà đón tuổi mới của con. Ngày 10 tháng 2, bé tròn 9 tuổi. Quang Dũng bày tỏ sự lo lắng khi chỉ còn 1-2 năm nữa, Bảo Nam trở thành thiếu niên, rồi thanh niên. Lúc đó, anh không còn được hôn hít con bất cứ khi nào mình muốn. Nam ca sĩ giải thích, trẻ em ở Mỹ khác với trẻ em Việt Nam. Khi chúng trưởng thành, ít cho ai đụng đến mình và không thích người khác hôn mình dù là người trong nhà. Từ đó, chúng sống độc lập theo tính cách của riêng mình. Quang Dũng viết, thành ra ba Dũng lo lắng lắm, thật lòng ba chẳng muốn Nam lớn, nhưng cuộc đời là phải lớn và trưởng thành Nam ha. Biết sao giờ, nhưng với ba Dũng thì đặc biệt Nam ha. Nam có lớn, có trưởng thành thì ba vẫn muốn hôn hít Nam như bây giờ, cho ba được cái quyền này nhé. Cho dù Nam có lớn, có như thế nào thì trong mắt ba, Nam vẫn bé bỏng như ngày nào. Thương Nam lắm lắm. Những dòng chia sẻ của Quang Dũng khiến nhiều người cảm động. Bạn bè đều khen nam ca sĩ tình cảm và ngọt ngào. Bảo Nam là con chung của Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Sau khi cặp đôi chia tay, Bảo Nam sống ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Quang Dũng từng tâm sự, dù ở xa Bảo Nam, anh không thấy có sự ảnh hưởng nào đến mối quan hệ giữa hai cha con. Anh và bé vẫn thường nói chuyện qua điện thoại, Facebook và hầu như tháng nào anh cũng bay qua Mỹ để gặp con. Bảo Nam chính là lý do khiến những năm sau này Quang Dũng đều chăm chỉ bay show hải ngoại. Vào mỗi dịp hè, Quang Dũng luôn cố gắng đưa con trai về Việt Nam chơi để bé giữ được mối dây ràng buộc với quê nhà và nhất là không quên tiếng Việt.